Linh mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện tại Linh đang phát hiện được một cái ngôi nhà bị bỏ hoang nằm phía sau cái đám cây tùm nè. Thì không biết là cái nhà này sao mà người ta lại bỏ hoang nữa. Nhìn thấy còn khá là mới nè. Và cửa kiến rồi đó cũng còn nguyên vẹn nè. Phía trước hình như là có dấu hiệu bị trộm đột nhập vô hay sao. Thì bây giờ Linh sẽ tiếp cận và vào cái ngôi nhà hoang này để khám phá xem là trong đó còn sót lại những gì hay là có gặp được những cái điều gì tâm linh hay không nha. Nhà còn quá trời mới luôn nè. Trước cửa bây giờ nó mọc lên mấy cái cây cây xanh cây si gì nè. Tùm hết trơn rồi. Xung quanh đây thì không thấy nhà của ai hết á, rừng cây không à. Chắc là ngày xưa cái nhà này xây ở một cái nơi hoang vắng và không có ai, ít người lui tới nè, cho nên là họ mới bỏ hoang đi dọn về một cái nơi nào đó khác để mà sinh sống rồi. Cửa đồ bị mục hết trơn rồi, mối nó ăn quá trời luôn. Chạy ở phía bên ngoài á, thì dòm cái nhà này nè à, còn rất là mới luôn và khang trang nữa, được xây theo một cái kiểu rất là lạ luôn á cả nhà. Cột nè, hai cột nhưng mà có một cây kèo ở giữa nha, kèo ngay giữa nhà nè, xuyên tâm luôn. Không biết là cái nhà này câu chuyện có gì cùng gợn hay không, nhưng mà nhìn thấy có một cái kèo xuyên tâm là thấy có tâm linh rồi đó. Tại vì không có tìm gặp ai ở đây nè, xa xa đồ mấy trăm mét không thấy cái nhà nào hết á cả nhà. Xung quanh đây toàn là rừng cây không à, không có tìm được ai để hỏi thăm hết á. Đường thì vắng vẻ, lâu lâu có một cái chiếc xe nó chạy ngang à. Vừa tới đây thấy trong đây còn khá là nhiều đồ đạc vật dụng trong đây còn nè. Mấy cái tủ. Cửa thì mục hết trơn à. Mối nó ăn ở trong. Giờ đụng tới là nó ghẹo luôn à. Trời ơi, ổ mối nè cả nhà ơi. Ôi, ổ mối nó đóng nhìn thấy ớn luôn, sần sùi. Trên đây nữa, nhà này đa số là kèo, kèo và những cái đoạn tay đều làm bằng gỗ hết. Chắc là gỗ không được tốt cho nên là mối nè, nó rất là phái luôn. Cửa nó ăn banh hết trơn rồi. Đáng tiếc là không có tìm được ai để mà hỏi thăm vì sao cái ngôi nhà này lại bị bỏ hoang nữa. Còn một cái tủ nữa. Tủ này chắc là có người vô đây gỡ là lục lọi gì rồi. Miễn kiếm bóng đèn được không? Cái cây si này không biết sao mà nó lại mọc ngay chân cái cửa sau luôn nè. Và rễ của nó phủ xuống cái chỗ này. Ý, trời ơi trời, con rắn cả nhà ơi. Con rắn. Trời ơi.
Vừa mới vô gặp được thú dữ rồi. Cả nhà thấy con gắn không? Gắn nó đang dắt ở trên cái nhánh cây nè. Xanh lè luôn. Gắn này gắn gì trời? Gắn lục hả? Gắn này chắc là gắn lục quá cả nhà. Cái đầu đâu vậy? Khó nó bò. Ớn trời. Vừa mới vô gặp một chú gắn ở trên đây. Con này cũng khá là to. Cái bụng cũng là, chắc là mới ăn no là, bụng trần dần là. Đầu nó ngoài này nè. Vừa mới nhìn ra thì thấy được một cái con gắn rồi. Quay ở xa giờ thấy nó nhỏ nhưng mà khi mà mình zoom lại thấy rất là to luôn đó nha. Bự hơn ngón tay cái. Tiếp tục di chuyển. Ở đây có một cái cuồng lịch nè, để xem là vào năm nào nha, không có để năm rồi. Ở trên đây tại vì không có còn cái cùi cho nên là không có biết năm nào quá nha. Chỉ còn lại như mấy cái thương hiệu của người ta thôi. Không cố này không đi chưa không biết nữa. Còn nằm ở đó kìa, chưa đi nữa cả nhà. Còn kệ nó đi. Chắc là mình di chuyển đi vô đây chủ yếu là khám phá thôi. Ôi. Cửa sổ đồ cũng bị đập lấy đi hết rồi. Nãy giờ thấy rất là nhiều mấy cái cây gỗ nè, bàn rồi. Chắc là mấy cái giường trong đây là bị người ta vô người ta gỡ đi hết rồi. Bên hông nhà là nguyên một cái gừng gán luôn nè, bụi gán không à. Nãy giờ lên nghe được một cái tiếng con gì đó kêu đó. Không biết cả nhà có nghe không, nãy giờ nghe em kêu rất là nhiều luôn. Ngay góc đó có mấy cái chân này. Cái này chắc là mấy cái chân tủ hay sao á, hay là chân giường. Người ta tháo ra là để một đống đây nè. Bốn cái chân giường. Chân giường, chân tủ vậy nè. Quá trời luôn. Này là mấy cái giường, mấy cái tủ gỗ nè. À, người ta vô đây người ta đập, người ta tháo ra. Chắc là họ lấy dán hay sao á. Còn nguyên một cái thanh giường, cái khung giường. Con gì kêu đó cả nhà. Con chim con gì á kêu cái tiếng rất là ngộ luôn. Đó, nãy khi mà vừa mới bước vô tới cửa là đã nghe nó kêu rồi. Đó, trên đây là la phong. La phong rồi bị gỡ hết rồi. Còn cái khung không à. Ừ. Trong cái đống cỏ này Linh vừa phát hiện được một cái quần lót. Quần lót của phụ nữ nha. Chắc ai đó vô đây làm bậy à. Chỉ một cái màu à. Quần lót của phụ nữ một cái màu. Mấy cái nhà hoang mà nó nằm ở mấy cái nơi mà hẻo lánh như vậy nè. Thì thường đó, người ta đi vô mấy cái khu này câu cá hay là làm gì đó thì hay đi theo những cái cặp đôi đó cả nhà. Thường đi theo những cái cặp đôi và vô đây đánh bắt cá rồi thì họ sẽ lại đây để mà nhiều khi gặp mưa chú mưa chú nắng đâu vô trong mấy cái nhà hoang nè. Bởi vậy thường vô
mấy cái chỗ này phát hiện được những cái đồ lót của nữ lắm. Dây leo quá trời, mỗi một gì nữa em ơi, không biết con rắn nãy đi chưa nè, lũ lũ thôi gặp nó nữa, chắc là rắn đó là rắn lục, không biết là phải không nữa. Phải cái dáng này, cái dáng gỗ giường hay là giường hộp gì đó, tháo ra ta để ra nhóc chân luôn. Còn gói ôm nữa nè, cái gói ôm với lại một cái gói nằm. Nhà này cũng bị đập hết một phần rồi cả nhà, hồi nãy nhìn ở ngoài tưởng nó còn nguyên chứ, bây giờ vô đây thấy là bị đập hết rồi. Chỗ này hình như là một cái giường đó, một cái giường người ta xây thành một cái giường bằng đá, và bây giờ họ nó đập hết rồi. Cây thì tháo gỡ ra hết, cái dáng này chắc là dáng ngựa, dáng giường hộp rồi đó, bỏ mối kìa. Chắc là căn nhà này bỏ hoang cũng rất là lâu rồi. Mối với lại dây leo, dáng nhện nó đóng đen thu hết rồi. Trời ơi, nhìn cái bồn chứa nước ấy, một cái muốn bệnh luôn. Có nè, mấy cái ghế á, nó bò lên trên đó đen thui à, nhìn khá là ớn luôn. Nhà này cũng rộng ghê luôn, nhà trước nhà sau rồi bếp, quá trời rộng. Ủa, góc này còn nguyên một đống quần áo nè. À, quần áo phụ nữ, mấy cái quần jean của đàn ông. Trong đây như còn nước luôn nè cả nhà, nước nó nhiễm luôn nè. Nước còn nhiễu lộp đợp nè, mặc dù là thấy là đã khóa qua nè. Và chỗ này còn một cái gì nữa nè mà người ta đã ghim lên rồi. Gửi rồi, một bò trong đây quá trời. Không biết là ở trong cái bồn nước này có gì trong đó. Bây giờ lên sẽ soi thử xem là trong bồn nước có gì hay không nha. Tối thui trời, không thấy gì hết. À, trong đó còn nước nè, còn nước cả nhà ơi. Do là cái ống này nè, cái ống này nè cả nhà, là khi mà trời mưa hay là sương rồi đó, nó sẽ vô trong cái ống này và nó chảy xuống cái bể chứa nước này. Sau này là những cái bụi rán toàn là lùm không à. Còn chỗ này có tấm gương, tấm gương hình trái tim nữa. Một cái ngôi nhà mà xây xung quanh toàn là lùm cây bụi rán đâu không à, âm u quá trời luôn. Rễ cây nó bò là trời, nhìn không ra luôn. Cái nhà bếp, nhà tắm quá trời âm u luôn. Phải như có ai đó gần đây thì còn đi hỏi thăm rồi, hỏi thăm rồi bà con người ta biết được câu chuyện. Còn này xa lắm, không thấy một cái nhà luôn, mấy trăm mét. Còn chạy nãy giờ mà không thấy cái nhà nào ở gần hết, chỉ có cái nhà này bỏ hoang lẻ loi ở đây thôi à.
Giờ chỉ biết vô đây khám phá thôi. Không biết cái nguyên nhân gì sao mà cái nhà này còn mới khang trang vậy mà lại bị bỏ hoang. Giờ lên quay trở ga thôi cả nhà. Đó quá vô. Bây giờ Linh xin tạm dừng cái video tại đây nha. Thì nếu mà cả nhà xem được video của Linh thì hãy cho Linh xin một like nha, như là một chia sẻ, đăng ký kênh, nhớ bấm nút chuông để theo dõi những cái video mới nhất của Linh nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.